Ok, và xin chào anh em và chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái clip gọi là đi cái Dương 11 anh em nhá. Có khá nhiều bạn đang thắc mắc là giờ đi Dương 11 nó còn ngon không? Cái câu trả lời này thì nó cũng khó trả lời lắm anh em ạ, tại vì là ngon với những nick VIP còn không ngon với những cái nick mà bình thường như anh em mình á. Đó, cái quan trọng là như vậy anh em ạ. Đây, thì nick của mình ấy hiện tại thì mình đang sử dụng một set sức đánh mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ mặc full cho mọi người vào xem cái nick không phải cái nick mà ý là một set sức đánh xem nó có ok không. Nhưng mình cất hết ở trong nhà rồi anh em ạ. Từ từ mọi người chờ xíu để mình về nhà cho anh em xem nhá. Đây, mình để hết đồ sức đánh ở trong này anh em nhá. Đây, mình sẽ cất vào dương này mấy cái đồ không dùng đến. Cái này hiện tại thì đồ thần này hiện tại mình có bán mọi người nhá. Anh em là có nhu cầu mua thì cứ hú mình thôi. Đó, mình có cả một cái giáp tu luyện 25% sức mạnh tiềm năng nhá anh em, khá là được đấy, thuộc dạng được anh em ạ. Thôi được rồi, chắc là đủ set rồi sao ấy anh em ạ. Từ mặc lại. Ok, xem nào. Vẫn còn thiếu cái gì nhở? Thiếu cái cải trang anh em ạ, thiếu một cái cải trang nha. Thì mình có một cái cải trang Moon Ma cực đẹp luôn anh em ơi. Nếu mà mình hợp thể vào nick mình được 158 các sức đánh đó anh em thấy chưa, liệu như này là liệu có đi được cái gì nhỉ? Chê, nói nhiều quên hết rồi anh em ạ. Liệu là anh em mình có đi được cái đại lần thứ 23 không, đúng không? Đấy. Thôi bây giờ anh em nhìn này nhá. Bây giờ là trước mắt là bây giờ là không còn thiếu cái quần anh em ạ. Còn thiếu cái quần nào. Mình nhớ là mình có hai cái quần mà ta. Từ nhá anh em đợi xíu để mình set up list của mình một xíu nhá. Ok rồi anh em nhá. Mình vừa mới set up xong, vừa mới mua một ít item anh em ạ. Thì với một nick như thế này thì chắc là đi cái gì nhở, lại quên rồi. Đây, lần thứ 23 anh em ạ, lần thứ 23 thì chắc là nó sẽ ổn áp anh em nhá. Chúng ta sẽ đến với đại hội võ thuật này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ qua bên đại hội lần thứ 23. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mọi người nhá. Ok, tiềm năng của mình hiện tại bây giờ cũng thuộc dạng là ok đấy. Mình đang để lộ tại là khi năng lượng 52% tốc độ hồi phục anh em nhá. Cho nên là khi mà đi cái này thì cũng rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng full item mọi người nhá, full item này. Đấy, nếu mà anh em mà xác định mà đi cái đại hội lần thứ 23 này để kiếm vàng á thì mọi người cần phải đầu tư ấy anh em. Đấy, tôi thấy là anh em đầu tư ở cái này thì cũng thực dạng là ok đấy. Thấy nhiều ông đi cả nghìn nạp một ngày hồi trước ấy. Nhưng bây giờ thì chắc là không có rồi anh em ơi. Bây giờ thì là chắc là không có rồi. 1.000 nạp một ngày, quá kinh khủng anh em ạ. Sợ thật. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đánh bot ở dơ mọi người nhá, để đánh bot ở dơ cái nào. Ôi dồi ôi, con này nó hơi mất thời gian. Ok, giờ là chúng ta sẽ đến với Sibato. Con này hồi trước cái nick kia của mình khá là sợ con này. Mình sợ cái con gì nó bắn cơ, nó gây choáng anh em ạ. Cái con hình như sau con Sibato này thì phải. Từ từ nhá, mình bây giờ thì mình sẽ phải tua nhanh đến cái con bot gần mạnh nhất anh em nhá. Tại vì nick của mình nó đang thuộc dạng VIP anh em ạ. Đánh mấy con này thì nó chưa đủ tầm anh em nhá. Anh em đợi một xíu để mình tiến hành, để mình làm nhanh cái nhiệm vụ này anh em ơi. Thì mình đã làm đến cái con Piccolo anh em ạ. Đây là một con bot mới anh em nhá. Bot mới đối với mình tại vì lâu lắm rồi mình không có đi đại hội lần thứ 23 anh em ạ. Đợt này thì có thêm cả con Piccolo, con này HP nó tận lên đến 400 triệu anh em nhá. 400 triệu thì trung bình này. Anh em để ý nhá, tí tí mình cho anh em xem. Nó hình như đánh con này như gần 200 giây nhá. Gần 200 giây trong đó thì mình đấm có được có 1,5 triệu à. Cho nên với lại nó có choáng nữa. Đây cho anh em xem này. Đấm là 180 giây anh em nhá. 180 giây mà con này nó tận là 400 triệu. Thì anh em thử tính đi, trung bình là 1 giây thì mình đấm được khoảng 1 đến 2 lần đúng không?
thì mình chỉ đấm được vào nó là 3 triệu thôi, mà có tỷ lệ hụt kèm theo đó là nó còn choáng thêm 3 giây. Thì trung bình đánh cả cái trận này ấy, thì là nó phải choáng mình ít nhất là 10 lần mọi người nhá. 10 lần thì mình phải mất đi 30 giây, thì hiện tại là 180 giây thì trừ đi 30 giây. Trừ đi 30 giây đi thì anh em mình sẽ phải mất khoảng tầm đấy, thì còn bao nhiêu, 180 trừ đi 30 là còn 150, thì mình còn 150 giây để đánh cái con này anh em nhá. Mà nó lại có thêm tỷ lệ hụt, mà cứ đấm 10 cái thì sẽ hụt khoảng tầm 6 cái, à không, tầm 4 cái mọi người nhá. 6 cái thì hụt 6 cái, ừ 10 cái thì đấm hụt tầm 4 cái, còn 6 cái thì lại được. Thì trung bình anh em lại phải tốn thêm tầm vài giây nữa cho con boss này. Thì tức là khi mà mình tiêu diệt được xong con boss này thì không thể nào, ý là khi mà tiêu diệt đến cái giây cuối cùng không thể nào mà xong một con boss này. Những bạn nào mà HP à sức đánh tầm 1 củ trở lên ấy thì các bạn mới ăn được con này. Thì tớ không biết là con này nếu mà áp được ấy, à đánh được ấy, thì không biết là nó rơi được cái gì anh em ạ. Nhìn cũng khá là hấp dẫn anh em ạ. Đánh 80 giây rồi mới được có 3 cọc HP của nó. Còn nó 10 cọc thì giờ được có 3 cọc anh em ạ. Một lúc lại choáng, một lúc lại choáng, đấm thì lại hụt anh em ạ. Đấy, cho nên là cái con này coi như mình bỏ luôn anh em nhá. Và mình chỉ nhận dương lần thứ 23, tức là dương 11 thôi anh em ạ. Chứ dương 12 này cũng là một món gì đó xa xỉ với anh em mình anh em nhá.